mày nha mày. Tụi bay lấy máu nó cho tao. Mày đang gãi chân cho tao. Mày đi tụi bay. Đi Thanh, đi Thanh hả? Anh đi Thanh, anh đi Thanh. Trời ơi sao vậy? Anh đi Thanh. Alo, chị ơi, cấp cứu, cấp cứu. Chóng mặt quá à. Cậu ngồi xuống đây đi. Vàng ơi, cái nhà này á, mắc nợ con ma rừng ma nuôi. Ông ngoại mày mới vừa bị bể đầu xong, bây giờ tới Y Thanh. Ây cha, nó nằm im re kiểu này, nhông chết rồi, sợ quá. Nó cứ như trù người ta chết thiệt á. Xích đoạn tao coi coi. Ây, nó biểu tao về lãnh tiền, xóa đói giảm nghèo. Mà bây giờ nó nằm một đống như vậy, không biết có ai thế nó để mà làm giấy cho tao không. Ây, có một thằng cháu rể muốn nhờ vả cũng cực quá. Cậu nói chuyện á, hay như chim hót vậy đó. Anh Y Thanh giờ bệnh nặng lắm á, mà cậu không lo, cứ toàn lo tiền không à. Mà thôi, cậu về đi, lát nữa mẹ con vô. Hey, mày là con gái, nó là con trai, hai đứa chưa phải là vợ chồng. Bây giờ nó nằm im kiểu này, tao nghĩ là nó đi vệ sinh tại chỗ rồi đó. Mày có dọn được không? Mà đuổi tao về. Hồng My. Dạ bác hả? Bác nghe hết rồi, xui quá. Y Thanh sao rồi? Dạ ảnh còn nằm ở trong đó. Dạ dạ, chào chú lớn, mời chú ngồi. Dạ. Cảm ơn. Đây là cậu Cần Hú sao? Dạ. Chỗ còn rộng mà ngồi chung đi. Dạ không, không dám ngồi chung với ông chú lớn đâu. Đừng được rồi. Đã bắt được mấy tụi đụng xe chưa? Dạ chưa. Cần Hú, vụ này có dính tới thằng Tiên thằng Te không? Không, không có dính tới thằng Te đâu. Công việc làm còn không hết, thời gian đâu mà đi đua xe. Thiệt không? Không có nói sai mà. Trời ơi, cậu ơi ngồi xuống đi. Y Thanh. Hồng Mai đừng đi. Bác sĩ dặn khi nào anh tỉnh phải đi kêu liền. Anh không sao đâu, có Hồng Mai bên cạnh là anh khỏe rồi. Cảm ơn em, cảm ơn Hồng Mai thật nhiều. Sao lại nói vậy? Được chăm sóc anh là em vui lắm rồi. Để em đi lấy sữa cho anh uống nha. Hồng Mai.
Anh uống nước cam nè. Ai cho cô Ly hay tôi nằm ở đây vậy? Thì dì Lan tôi chứ ai. Mà sao có màn ép xe ghê vậy? Anh Đi Thanh có nghi ai không? Nếu là người lạ chắc chắn là không phải rồi. Còn ở đây làm gì có tụi chơi chơi mà đua xe kiểu như vậy. Tôi nói che mặt kín mít hết à. Mà từ đó tới giờ tôi có thù oán với ai đâu. Anh nhớ lại coi, chứ ai cũng nghi là con trai của ông Quý làm chuyện này. Vì cái thằng công tử đó nó có tình ý với Hơ May mà. Không đúng vậy đâu, đừng có nghi oan cho người ta. Thì ví dụ thôi, chuyện tai nạn này rõ ràng đâu có phải là ngẫu nhiên. Anh á, thôi chết là may mắn rồi đó. Từ đây về sau đừng có ỷ y nữa nha. À, anh có cần giúp đỡ gì không? Cứ tự nhiên đi nha anh Thanh. Thôi không dám đâu, cảm ơn cô Ly nhiều. Sao khách sáo quá vậy? Khu này toàn là bệnh nhân nam không à. Cô Ly ở lâu hơi bất tiện. Có gì mà bất tiện. À, mà thôi, tôi cũng nên về cho anh nghỉ. Đây tôi. Cảm ơn anh nha. Nghỉ đi. Ly. Em nuôi bệnh ai vậy? Anh đi rình mò tôi đó hả? Ai vậy? Ai mà nhìn em có vẻ tha thiết vậy? Bộ tôi đó. Dốc. Nói thiệt nha, nhìn vẻ em đắm đuối lắm. Nhưng tay kia thì khô khóc à. Bộ bịch gì? Em yêu đơn phương thiệt đó. Sao lần này ám tôi hoài vậy? Thôi mà Ly, cho anh cơ hội nữa đi. Em không có lọt vào mắt của anh chàng đó đâu. Sao em tự làm khổ mình hoài vậy? Ly, Ly. Đại ca, ai nấu canh ngon ghê đó đại ca. Ngon thì ăn đi. À, Tê. Dạ. Cái thằng luật sư đó ra nằm phòng thường hay là còn nằm phòng kín? Em đâu có biết đâu. Đại ca hỏi ông Cư Núi á, ngày nào á ông cũng xin đi thăm thằng Y Thanh hết á. Bữa nay cũng xin nữa nè. Em đâu có cho đi làm tính lương á mà cứ nghĩ hoài à. Mày đừng có trùm sò. Ăn cho lẹ rồi chạy về trong cửa hàng cho thằng Cơ Núi đi thăm thằng Y Thanh. Ăn mau đi. Canh gà lá giang của ông già tao mới xách từ trang trại về. Tao chưa có ăn, mới để trong tủ lạnh á. Mày thấy cũng hay hen. Ngon thiệt đó đại ca. Mà sao đại ca lo cho tình địch quá vậy? Cười cái con khỉ. Bữa nay chính thức cấp phép cho thằng Cơ Núi đi thăm thằng Y Thanh. Hiểu chưa? Ăn cho lẹ đi ba. Em hiểu rồi. Đại ca cao kiến thiệt đó. Chơi kiểu gài người vô phải không? Đại ca, trong cái vụ này á, có chừng tụi nó nghi đại ca có dính líu á. Sự thật là sự thật à. Tao mà ra tay á, mộ thằng ông dịch đó xanh cỏ chứ dễ vậy sao? Kệ cha nó đi. Tự nhiên kêu ông Cơ Núi vô lo cho nó làm gì? Tao đâu có ngu. Nghe ông già nói á, nó nằm chẹp bẹp. Chẳng lẽ để con Hờ May á đi vô để đổ bô cho nó hả? Để chuyện đó cho thằng Cơ Núi nó hợp lý hơn. Hiểu chưa? Đại ca chơi cao cơ nha. Tao mà thua thằng đó sao? Chấp nó học cao hơn, lợi thế hơn. Thiệt hả đại ca? Mày nói cái gì? Thiệt cái gì? Bộ đại ca yêu Hờ May thiệt hả? Em tưởng đại ca chưa qua đường thôi chứ. Mày ăn cho lẹ. Ở đó mà nói lung tung hồi tao đập bể đầu mày đó. Tối ngày cuối buồn. Dạ chào ông. Ê, ba. Ba vô trang trại hả ba? Nhà mình sắp xong chưa ba? Làm gì mà nhìn tôi xét nét vậy? Ba đừng có nghe lời người ta mà đổ thừa cho tôi. Tôi có làm có chịu, không sợ thằng nào đâu mà giấu mặt. Mày mà sợ ai? Sao ba móc họng tôi hoài vậy? Tao nói rồi đó, sống cho đàng hoàng tử tế nha. Lần này á, tao tạm tin mày á. Tin hay không là tùy ba. Tôi không ưa cái thằng Y đó. Tôi mà ra tay là nó xanh màu rồi. Chứ không có thì giờ dây dưa đâu trong bệnh viện đâu mà để phiền phức mọi người. Sao bất cứ chuyện gì á, ba cũng đổ thừa tôi hoài là sao? Tao nói cái gì mày trợn mắt với tao? Mày mà hả miệng ra là mày nói toàn chuyện ác không à? Ác cái gì? Cam ràm hoài à.
cầu á, cho nửa năm sau tao ốc vít ra. Em thấy anh đi hơi sượng sượng rồi đó. Ai dè đâu, mổ tới mổ lui hai lần. Mà cái hôm tôi té đó, đâu có thấy đau đớn gì đâu. Trời ơi, lúc đó hả, em điếng hồn luôn á. Trời ơi, em nghe tiếng gầm rú từ xa. Lúc mà em phát hiện anh á, nằm xỉu á, bè bét máu luôn. Em hết hồn hết vía. Tại lúc đó em định rủ anh đi uống cà phê đấy chứ. Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Ông hai lúc này ở đâu, có khỏe chút nào không? Giờ này mà anh còn nhớ tới nội em, anh làm em cảm động quá. Lúc nào tôi cũng nghĩ tới ông hai, tôi áy náy quá. Tôi không có điều kiện lo cho ông tới nơi tới chốn. Mà bây giờ ông đang ở đâu? Em hỏi đủ thứ đủ kiểu, ông bà già mới khai ra. Nói ra em thấy xấu hổ. Chuyện này khó tin nhưng mà có thật. Hai vợ chồng ổng bỏ ông già vô trong chùa để cho bá tánh lo. Anh thấy sướng ghê không? Chùa nào? Em hỏi 3-4 lần mà ông bà chưa chịu khai. Nói thì nhục, hoặc là sợ em rước nội em về nên giấu luôn. Chừng nào anh xuất viện, em vô nhà anh để lo cho anh được không? Tôi có mấy người bạn ở cơ quan đăng ký rồi, họ ở chung nhà tập thể với tôi thì tiện hơn cậu. Cảm ơn cậu đã quan tâm nha. Em vẫn cứ theo anh đó. Tới chơi thì được. Em muốn tới ở luôn à? Lâu nay á, em đi bụi đời, ở bờ ở bụi. Anh chứa em đi, em năn nỉ anh mà. Thôi, đừng giỡn nữa, uống cà phê đi, tới giờ lãnh thuốc rồi. Em ở đây tới chiều, để anh có người sai dặt. Uống hết đi rồi em đỡ anh vô. Phải có người đỡ chứ, anh đi một mình sao được. Anh đuổi em chi? Có cậu cờ núi sắp vô rồi, cậu về đi. Là cậu chị Hợ May đó hả? Hình như là vợ sắp cưới của anh. Hạnh phúc nha. Cậu phá tôi hoài à. Cảm ơn cậu nhiều nha. Anh cảm ơn Xuân thôi hả? Cậu muốn gì? Em muốn dìu anh vô lấy thuốc. Thôi được rồi, đi. Coi hết hồn. Đi đâu vậy má non? Thì má đi tìm ba được không con? Ê, đừng có hỗn nha. Nhà này cái chợ hay sao mà muốn ra thì ra, vô vô hả? Tại cửa không khóa chứ bộ. Ủa, ông già dân tộc quắc queo đó biến đâu mất tiêu rồi? Chắc là bỏ chức quản gia trốn như quê bán muối luôn rồi phải không? Ai, giao chức quản gia đó cho em đi, em làm là ok lắm á. Thôi đi bà, cứ bu theo ám ảnh hoài à. Bữa hổm tưởng hay, xách cái vỏ đi chợ ra dễ lắm ha. Tưởng sao á, nấu nồi canh chua, tanh rinh à. Đổ cho con chó nhà kế bên ăn á, nó còn sủa vô mặt nữa. Em á, mà làm gì được, chỉ biết á, nằm nghiêng nằm ngửa mà thôi. Nói quá à, vậy á, vô buôn ăn đi cho nó ngon. Cái giống gì cũng thảy vô bếp than nướng hết à. Cá cũng nướng, thịt cũng nướng, tài tái chấm ớt, không tanh đâu ha. Giỏi chê tôi. Thôi thôi thôi, khỏi nói nhiều, cái nhà này á, không có chỗ dành cho em đâu ha. Vậy á, con chỉ đường cho em vô trang trại của ba đi. Thấy ông già đó sống cũng được mà. Cho người ta cơ hội để hoàn lương đi, năn nỉ á. Nói nhiều quá. Muốn làm trang trại á, thì đi vô tìm chủ trang trại đi ha. Nếu vậy cho em già chăm đi, em cạn bóp luôn rồi nè. Vậy tiền in được hay sao mà xin hoài vậy hả? Ở đây á, kén khách rồi, em chuyển sang chỗ khác đi ha. Ví dụ như Sài Gòn đó, thượng vàng hạ cám, vậy đó sống đi. Tôi không phải dễ ám đâu nghe. Đi. Cái gì mà đuổi hoài vậy? Sao? Đồ cạn tình. Nè, cho anh hay nha. Tụi thằng thân với thằng Ti á, đang lôi kéo thằng Te á, phản bội lại anh đó. Anh coi chừng á. Tụi nó hình như đang thực hiện âm mưu gì đó. Người ta lo cho anh thôi chứ bộ. Chuyện đó tôi biết từ lâu rồi. Tôi thích tụi nó đó. Mà thôi, em cũng nên sống lại đi, tránh xa cái thằng thân ra. Nè, nói cho cưng nghe nha,
Mình á, mình cũng muốn đổi đời lắm chứ bồ, muốn làm lại lắm chứ bồ, nhưng mà có ai tạo điều kiện giúp đỡ gì đâu chứ. Ghét quá à, cứ đuổi người ta hoài. Nè, cầm đi. Cái gì? Mai mốt cần á thì anh gọi, đừng có tự tiện nghe chưa. Nghĩ sao cho cái nhiêu đây vậy, còn cái kia làm chi? Nè, biến giùm tôi đi bà. Người đâu phủ phàng quá. Em đi nha cưng. Bye bye. Ủa cho nó quất hay sao mà lâu vậy? Nè, ăn nói mất dạy, đầu óc lúc nào cũng đen như mực tàu. Kêu ly nước mía uống coi, đi bộ mà muốn chết luôn à. Cho ly nước mía nữa đi em. Ừ. Nè, không khoán được của nó đồng nào sao? Cha nội đã trùm có số ở vùng này, bộ anh không biết sao? Bị nó đuổi như đuổi tà, nhục ơi là nhục. Chuyện này quen rồi, chạy đi, có gì đâu mà nhục. À, trong nhà nó vắng lắm đúng không? Cha già thượng đó vô trang trại rồi, thằng té thì trực ở ngoài cửa hàng, còn ba ông báo thì đi đến tối mới về. Nghe nói đâu á vài bữa nữa nhà chổng xây xong làm dọn vô chổng ở luôn. Tóm lại nhà cha báo y như chùa quan. Sao, nhiều quá thông tin đủ chưa? Được. Bây giờ có muốn coi quảng cáo rồi bỏ tiền ra mua báo? Tôi đâu có rảnh hơi mà chui vô nhà cha báo kiếm thông tin cho anh vậy. Lội bộ mỏi chân muốn chết luôn à. Chị chút đỉnh đi. Cái gì? Biết sang hôm nay nhiều lít không cha? Gì có 100.000 vậy? Ngày mai Y Thanh được về rồi, chắc phải sắm mâm cơm tạ ơn tai bay và gió. Cực lắm dì ơi, con á còn chưa đi bình thường được mà. Ông ngoại Hơ May nhắn với Y Thanh rằng nếu ngày mai có về nhà, ghé thẳng nhà dì để có người cùng lo. Cái chân như vậy về chỗ ở một mình buồn lắm. Con nghe dì nói cũng đủ ấm cái bụng rồi, nhưng mà con còn chưa quen. Tại nhà của mình á toàn đàn bà con gái không mà, mắc cỡ lắm. Ở chỗ của con á thì bạn bè đông lắm, họ hứa giúp cho con rồi. Bạn bè sao bằng người cùng một nhà? Y Thanh và Hơ May sắp cưới rồi, mắc cỡ là sao? Hơ May, tập lo cho Y Thanh bây giờ là được rồi. Mình sắm bộ đồ lễ cung đâu có tốn tiền bao nhiêu đâu, con gà con vịt là đủ rồi. Ông ngoại dặn mình như vậy đó. Hơ May, ráng nói với Y Thanh bằng Y về nhà mình đi. Không biết nói gì đâu, tùy người lớn tính toán, tùy anh Y Thanh quyết định. Nhà mình thì xa, tiện nghi chưa có. Anh Y Thanh còn bạn bè vô thăm nhiều lắm, tùy ảnh thôi. Nói thiệt cái bụng chưa, ý của con hay là giận lấy ai đó? Đâu có giận lấy gì ai đâu, tùy anh Y Thanh quyết định thôi. Nhà mình nó còn hờ von, lại chưa đầy đủ tiện nghi, chưa cưới được anh Y Thanh về đâu. Nhưng mà ông Bill mình làm như vậy. Ông ngoại vì thương con nên mới nói vậy thôi. Hôm mai nói đúng hơn, thực tế hơn đó gì. Con cảm ơn dì nhiều lắm, con sẽ cố gắng mau lành để còn lo đám cưới, để mau dọn về ở chung với dì. Thôi dì về trước, hôm mai ở lại chơi với Y Thanh. Khi nào cậu cơ nuôi tới thì con hãy về. Dạ, để con đưa mẹ ra đón xe buýt. Ngày mai con về đâu nói cho rõ. Dạ, con về ủy ban. Vậy mai nấu xôi đem cung cho Y Thanh nha. Dạ, con cảm ơn dì. Em đưa mẹ ra đón xe buýt. Mẹ đi xe buýt một mình chưa có quen đâu, lạc trạm đó. Ừ, em đưa mẹ đi. Đi mẹ. Đi con.
Hơ mây, con sao rồi? Mệt hả? Tới đây ngồi cho nó khỏe. Dễ thở rồi. Mùi thuốc trong này khó chịu quá. Mệt, không chịu nổi, để mẹ về sớm. Ngồi nghỉ một lát. Lên xe đông người, nó oi. Mày bị trúng gió rồi. Hello, hai mẹ con. Ông Bao. Giờ này á, hết xe buýt về buôn rồi. Ông Bao, tôi vô đây thăm con rể. Nãy giờ tôi nói gì mấy già nghe không hiểu à? Rể con gì, cưới chưa mà rể? Không hiểu. Tôi nói là hết xe buýt về buôn rồi. Hai mẹ con á, lội bộ về thôi, hiểu chưa? Ông Bao nói vậy, con hơn mai nó đi môi ngay. Giờ này tôi mới hết xe, giờ này còn nắng mà. Cô gái bà sao xanh lè vậy? Nó bị trúng gió. À, tôi cũng đang vô buôn lấy tiền nè. Lên xe tôi cho hai mẹ con quá gian về. Lên xe đi. Thôi, chờ xe buýt. Không có đi xe đâu, lên nó ôi. Con nhỏ ôm nghén à? Nuôi bị một lèo dính bầu luôn hả? Ông Bao đừng có nói vậy. Nghe không có vui cái bụng. Con gái nhà tôi không có làm như vậy đâu. Thôi, chào ông Bao về. Ê, nè nè, nè. Đồ ngu, nghèo mà ngu. Đi xe con mới lạnh không đi, đi xe buýt. Mà sao con nhỏ xanh chành vậy ta? Ốm nghén hả? Một cờ the với con gái gì kỳ cục vậy? À, thằng đầu tiên này cũng dữ dội ha. Buổi chiều mẹ lên dây thấy bóng cây cờ nia. Hát hay đó, sao không hát nữa đi? Anh vô sao em ru hả? Nè, không có chọc em nha. Anh vô kiếm chị Hà Mai phải không? Chị Hà Mai không có ở nhà đâu. Anh nhớ ra rồi, hôm nay chị Hà Mai đi học phải không? Chân anh còn đau không mà đi lung tung đó. Đi vô nhà, sao nói là đi lung tung? Em đó nha, chị Hà Mai mà nghe được là nguy cho anh lắm đó. Anh cũng đang nguy đó nha. Chị Hà Mai á, đang có một cục giận ở trong bụng á, to lắm. Giận anh hả? Đúng rồi, em thấy chị Hờ Mây lén khóc sau hè khi chị Ly đến chơi á. Cô Ly đó, có hay vô nhà mình không? Có, nhưng mà em nói thật cái bụng nha. Lúc đầu á, em cũng thích chị Ly, nhưng mà từ từ em hết thích rồi. Em thấy chị ấy lạ lạ sao á, có vẻ là không thành thật lắm. Mà anh có thấy điều đó giống em không? Em thấy ông Báo á, nhiều khi còn hiền lành hơn chị Ly á. Nhiều lúc em thấy chị Ly nhìn chị Hờ Mây bằng con mắt ác lắm nha. Thôi, đừng nói chuyện đó nữa. Nghe anh hỏi nè, trả lời cho thiệt cái bụng nha. Anh hỏi đi. Hờ Vô Anh có thích anh về đây làm chồng của chị Hờ Mây của em không? Hỏi dư rồi. Em đang trong từng ngày đây nè. Có anh về vui hơn chứ sao. Lại thêm người chung tay chung sức lo nợ, nhà mình sẽ được bình an. Nói tới nợ, dạo này họ có vô đây đòi nợ nhà mình không? Đập phá đồ đạc không em? Dạ không. Trời ơi, lúc này cậu cờ núi còn lên mặt qua nhà hàng xóm quậy phá để lấy lòng chủ nợ nữa đó. Mẹ em la quá chừng luôn. À, rồi ông Báo, ông có hay say xỉn vô nhà mình ăn vạ rồi ngủ qua đêm ở đây nữa không? Thấy ông đó cũng tội nghiệp, tại nhà mình nợ người ta dai nhất. Bố nói cái bụng ông đó nhiều khi còn hiền hơn con thỏ rừng nữa. Từ khi có cái xe lăn, bố em hết cái bệnh rề rề. Khi thì đau cái đầu, khi thì đau cái bụng. Chuyện ông Báo đem cái xe lăn cho bố em á, cả cái buôn này ai cũng khen hết đó. Bởi vậy, cái chuyện mà phân bón giả không có ai giận ông Báo được hết. Người ta còn nói ổng mua đi bán lại, nên nhiều khi ổng còn bị gạt nữa. À, anh đói bụng rồi. Nhà có cơm nguội không em? Nhà em có xôi mới nấu cho bố mẹ đem đi. Anh ăn xôi với muối mè nghe. Ừ.
Hay quá, thay đổi nhanh thật. Chưa đâu, lát nữa vô đây tôi sẽ cho con ăn căn nhà hết sức là độc đáo do chính tay ông cờ sao thiết kế. Dạ. Đó ruộng lúa này Y Thanh, vài tháng nữa là thu hoạch rồi. Ở đây tôi còn trồng đủ thứ rau quả hết, tha hồ mà ăn. Hay đó, nhà ông xa chợ mà có lúa, có rau quả, thật là ngon. Chào ông chú. Chào ông ngoại. Chú gọi tôi là ông Quý được rồi, đừng gọi là ông chú lớn chú nhỏ, khó nghe lắm. Chú vô bếp coi có gì nhậu được không? Dạ, để chút nữa tôi sang bên bếp tôi lấy cho ông à. Cái chân nè, lanh hùng chưa? Ta nghe mà sót cái ruột quá. Dạ, con hết đau rồi. Ông ngoại đừng có sót nữa, hết đau thiệt rồi mà. Con thấy ông ngoại lúc này hùng hào ra đó, coi bộ ông ngoại hợp với đất này rồi. Sống ở phố buồn lắm, mình quen sống gần thiên nhiên rồi. Có cái nắng, cái gió, có cái mưa, tươi tâm thì mình được khỏe mạnh chứ. Thôi, hai ông cháu ngồi nói chuyện với nhau đi. Tôi vô trong coi có món gì nhậu lại rai được không nha. Dạ. Đi. Ông ngoại uống nước đi. Tai qua nàng khỏi rồi, ông ngoài sống ở đây cũng vui. Ông quy tốt lắm. Mấy người bạn nghèo lang thang ngoài phố mà ông quen, ông quy cũng cho vô đây làm hết. Ông ngoại à, đồng ý là người ta tốt. Khi con và Hờ Mây cưới xong rồi, ông ngoại hứa về ở với tụi con nha. Con sẽ cố gắng để dành tiền mua một miếng đất để cho ông ngoại trồng trọt cho vui. Cũng chưa biết lúc nào hết dầm mưa dài nắng được. Người già mà, tụi bay không cần cô sực xăm đất cho ông đâu. Sau này về, tao giữ con cho hai đứa đi làm, cho yên cái bụng. Bố vợ con á, cũng không có sức khỏe bằng ông ngoại đâu. Thôi, anh đừng có mua vé số nữa. Mấy người mở ác nha anh, ông trời không cho trúng đâu. Thôi, đi đi. Em nên uống lưỡi 7 lần trước khi nói nha. Từ trước tới giờ em có thấy tôi ăn ở ác động với ai chưa? Anh không mua là đúng đó. Cái tiền mà anh mua vé số để anh ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt còn có phước hơn. Tự nhiên hôm nay thánh thiện vậy. Đang bị sốt hả? Bộ anh không biết hả? Hồi nào giờ người ta nói á, những người mà có bề ngoài ác độc á, thì trong tim chứa đựng một tấm lòng nhân hậu từ bi bác ái. Tự nhiên bữa nay sổ nho với tôi nữa ta. Mà nói thiệt nghe, mấy câu em vừa nói á, anh không hiểu gì hết á. Thấy thương anh quá à. Anh biết sao không? Tại vì mấy người vô học như anh á, thì làm sao hiểu được những câu chữ mang tính nhân á. Đủ rồi nghe, vừa phải thôi chứ. Ê ê anh, người ta vẫn chơi tôi mà, làm gì dữ vậy? Ôi mà, đừng có giận mà, đàn ông mà giận là xấu lắm á. Được rồi, bỏ qua mấy chữ nghĩa cùi bắp của em đi. Cái vụ Quý sao rồi? Thôi, bỏ qua cái chuyện ông già BD đó đi, anh chết đi được. Cái gì? Ông già đó bị BD hả? Ừ. Cái vụ này căng rồi nghe. Sao em biết? Chuyện là vậy, vào một buổi sáng đẹp trời nọ, em đi trên một con phố nhỏ, bỗng nhiên em phát hiện ra một lão già. Ông ta đi vào cửa hàng thời trang nam, ghê chưa? Làm ơn đi thẳng vào vấn đề cái đi, ở đó ta cảnh hoài. Thì chưa hết mà, nghe chuyện phải từ từ, nóng quá sao nghe được. Rồi sau đó em mới phát hiện ra một chuyện vô cùng kinh khủng. Anh biết ông ta vào cửa hàng đó làm gì không? Mua đồ tặng bạn trai. Trời ơi, đất trời như sụp đổ dưới chân em. Em bàng hoàng, em ngỡ. Thôi đi, cùng gì vậy? Thôi, ổng là người có tiền, vô mấy cái chỗ đó mua quà cho người thân hay là đối tác, đó là chuyện bình thường. Ở đó mà suy nghĩ lung tung. Cái việc của em bây giờ á là phải trổ hết tài ra, cưa đổ con trai già hết xíu quá đó cho anh. Trời, vậy mà em tưởng. Tưởng tưởng cái con khỉ. Có việc quan trọng nè. Chuyện gì? Giờ này vão quá. Anh kêu thằng Long tới rồi đó. Em phụ anh thuyết phục nó. Ơi, nhưng mà thuyết phục chuyện gì? Phải nói mới biết chứ.
tìm đủ mọi cách để cho nó đem tiền cho mình, hiểu chưa? Được á. Nè, dẫn ta tôi đi. Thôi khỏi, cảm ơn cô, tôi đi được mà. Sao đi còn sượng quá vậy? À, còn mấy con ốc vít trong đó đó. Thì dẫn đi, người ta làm trợ lực cho. Đàn ông con trai gì đâu mà mắc cỡ vậy? Cô Ly đừng phá tôi nữa mà. Thôi mình vô đi. Cô Ly không xuống phụ dì Lan hả? Chưa có nhập tiệc đâu, mà tôi đời nào xuống dưới bếp. Y Thanh nè, khi nào anh cưới vợ vậy? Cũng sắp rồi. À, đám cưới ở nhà Hơ May hay là tổ chức ở nhà hàng vậy? À, tổ chức theo tục lệ cổ truyền của người Ê Đê. Y Thanh, vô đây ngồi nghỉ chút đi. Ở đây thích thiệt á nha. Mà nè, chắc là đám cưới vui lắm phải không? Nhớ mời em nha. Không có đình đám rình rang đâu, chỉ làm đúng lễ thôi, để hai đứa về ở với nhau. Ủa, vậy không có mời bạn bè gì hết hả? Hay quá ha. Chắc hôm nay phải nhớ cô Ly chứ. Tôi không quyết định được, đó là chuyện của bên đàn gái thôi. Nói như kiểu cá chậu chim lòng. Người dân tộc hay quá ha. Từ việc lớn, việc nhỏ gì cũng do vợ quyết hết. Ngày đám cưới của anh á, em sẽ nói với Hơ May em sẽ làm cô dâu phụ, không cần chú rể phụ, em thích vậy á. Cô Ly cứ phá tôi hoài à. Phá cái gì? Người ta tình nguyện làm cô dâu giữ phòng mà. Cô Ly à. Tôi xin cô mà, đừng có nói gỡ. Tôi không thích đùa như vậy đâu. Xuống bếp phụ đi, người lớn la bây giờ đó. Y Thanh, anh tổ chức đám cưới mà không nghĩ tới cảm xúc của em sao? Cô Ly à, tôi xin cô đó. Y Thanh. Gì vậy? Ông ơi, ông ơi, Long ăn cắp vàng ông ơi. Ê gì? Ông ơi, làm gì vậy? Ông. À, quay đủ rồi, đừng quánh nó nữa, coi chừng nó chết. Thôi, nói thôi, đừng quánh nó nữa mà. Đưa đây, đưa đây. Chết tôi rồi. Thôi, thôi. Ông đó nói gì vậy? Ông chết tôi. Ông làm gì vậy? Trời ơi, nói gì chặt dữ vậy? Làm gì vậy? Nhẹ nhẹ thôi, nói chặt quá vậy. Đồ ba gia chị tử. Tao kêu công an cho mày ở tù một lông. Ông làm gì vậy? Trời ơi, điện thoại cái gì? Thôi. Trời ơi, công an cái gì? Nói là con của mình. Trời ơi, tiền vàng con đi nè, mất cái gì mà kêu. Tiền vàng con, nhưng mà nhà cửa tan tành hết rồi. Bà đừng có bên nữa. Con hư tại mẹ mà. Thôi mà mở trói, mở trói cho nó đi, nó không phải là con ông ha. Mở trói cho nó coi. Bà ơi. Vậy con mình nó nghiện hút rồi bà ơi. Ông là một thằng cha ác độc. Ông giết con tôi rồi, mở trói cho nó đi. Đỡ lên. Ông là thằng cha độc ác, ông giết nó đây nè.
Có sao không con? Hả? Có sao không? Nó lấy vàng rồi. Đâu? Đâu? Trời ơi, nó có đồng bọn rồi. Đâu? Trời ơi, nó làm vào cả nghiện hút đó bà ơi. Tiền của tôi, vàng của con tôi. Con ơi là con. Vàng của tôi. Đứng dậy. Còn làm cái gì vậy hả? Cho em xin lỗi. Đi ra khỏi phòng tôi. Dạ. Đi liền. Em sẽ trả tự do cho anh. Cậu đi đâu? Thì đi đâu đó có chỗ cho anh nghỉ. Cậu nói hay thiệt. Dám tới đây diễn màn phê thuốc để khè tôi hả? Chơi thứ ma quỷ này lâu chưa hả? Trời, em xin lỗi. Em đâu cố tình đâu. Tại vì nó lên cơn anh ơi. Trả lời đi, nghiện lâu chưa? Dạ mới à. Là bao lâu? Ai rủ cậu? Ai đưa thuốc cho cậu? Anh hỏi chi kỹ vậy? Tha cho em lần này đi anh. Ai rủ cậu chơi thứ độc hại này? Tại vì muốn tự sát hả? Tại em buồn quá anh ơi. Nói nghe chói cái tai. Ai mà chẳng có chuyện buồn? Chơi mà tôi hết buồn sao? Hả? Nói đi, ai đưa thuốc cho cậu đầu tiên? Anh tha cho em lần này đi. Anh hỏi chi kỹ vậy? Em có nói tên á thì anh cũng không biết được đâu. Lớn hơn cậu hay bằng cỡ với cậu? Thôi mà anh, tha cho em lần này đi anh. Cậu đó, tự tha cho mình đi. Lo mà cai thuốc cho rồi. Mới nghiện cai không khó đâu. Quyết tâm là làm được. Dạ em biết rồi. Thôi em về nha anh. Nè, đi đâu vậy? Nói chưa xong mà về đâu? Cậu về nhà rồi sao? Hả? Anh đi đàn. Cảm ơn anh. Anh đi đàn. Bình tĩnh đi. Ly à, dì với con mà chịu khó đi dạo như thế này tốt cho tinh thần và sức khỏe lắm. Đã lâu rồi con với dì mới đi tập thể dục. Nhớ hồi con học trung học, ngày nào cũng đi bộ với dì. Hồi đó con hồn nhiên lắm, bây giờ thấy chán. Con còn trẻ mà chán cái gì? Nói gì kỳ cục vậy? Con về đây rồi á, để dành thời gian dì với con đi tập mỗi ngày cho nó tốt. Con gái đừng có đi chơi khuya và uống rượu nữa. Con gái nó có thì. Con cứ sống xa đà như vậy á thì tuổi xuân nó qua nhanh lắm đó. Dì á, dì có biết tại sao mà con ở với dì không lâu không? Suốt ngày dì cứ càm ràm, con nhức đầu lắm. Con đi về trước đây. Cô ơi. Ủa hôm nay cô nghỉ bán hả? Ngồi đi. Dạ. Cậu cán bộ phường hả? Tới hỏi vụ nghĩa vụ của Long phải không? Nó con một mà đang nghi học mà hỏi gì? Không phải, con là người đưa ông cụ nhà mình vô bệnh viện đó. Cô quên rồi sao? Thì nhức đầu lu bu rồi quên. Mà bữa nay cậu tới có chuyện gì không? Vì chuyện ông già sắp chết nữa đó hả? Bộ tính thầm ổng hả? Ổng vô chùa tu rồi. Chùa nào hả cô? Cậu tính đi thăm ổng hả? Dạ, lâu quá con chưa gặp lại ông. Không biết bệnh tình thế nào rồi, con sốt ruột quá. Chắc ổng nhìn giống ông nội ông ngoại vì cậu nên động lòng chứ gì. Ôi trời ơi, người già cả bệnh hoạn gì đâu, thấy ghê quá trời. Nhiều khi tôi nói thiệt á, chết còn sướng hơn. Mà tôi nói cậu nghe nè,
Hồi đó cậu tốn tiền cho ổng là vô ích rồi. Bác sĩ chê. Bác sĩ chê rồi. Con mồ côi, cha mẹ sinh ra hình hài còn không biết, làm sao biết mặt ông bà tổ tiên. Cô nói vậy là sai rồi. Người trong nhà bị bệnh phải đưa chữa trị tới cùng chứ. Tiền mất thì còn tìm lại được, chứ ông bà mất biết tìm ở đâu. Cậu nói gì? Tiền mất tìm lại được hả? Không dám đâu. Trời ơi, tiền tôi nè, ta nay buôn bán đầu tắt mặt tối ngoài chợ, ki bo chắc móc từng đồng để trong học tù á. Trời ơi, thằng Long nó về nó phá banh chành, nó gom đi sạch nhách rồi, tìm là được đâu tìm. Kiểu này tôi nói thiệt á, chết mẹ cho rồi, tiền mất sống chi trời. Mà ông ở chùa nào vậy cô? Trên lưng chừng núi á, chùa La chứ chùa nào. Mà Long đâu rồi cô? Cậu biết nữa hả? Dạ biết chứ, Long thương ông nội lắm, tại cô không biết đó. Mà hình như người sống tình cảm như Long dễ bị sốc lắm. Không quan tâm chăm sóc, Long theo bạn xấu rồi hư, lúc đó hối hận không kịp đâu. Tôi mệt quá à. Khi không rồi cậu ở đâu cậu lại về khôn tôi vậy? Hả? Thôi đi kiếm ai kiếm đi. Nhức đầu chích mẹ còn lại nói dụng cha người ta. Đi kiếm đi, ngồi đi dòm cái gì. Thôi con chào cô. Chào. Tức đâu không. Dạ con chào ông hai. Khỏe chưa mà ngồi đó? Sao biết ông ở đây mà tới? Ông hai khỏe nhiều rồi hả? Đúng đỡ rồi. Ông hai nhớ ăn rau trái nhiều vô nha. Chà, thuốc tiên hả ta? Ngó ông hai như vậy con mừng lắm á. Hà mây, đem lên cúng Phật đi con, ở đây không thiếu gì đâu. Con cứ đem vô cúng Phật tự nhiên đi con. Đem vô cúng đi con. Dạ. Ê Thanh, ngồi xuống. Dạ. Đây. Ông đã bớt ho nhiều rồi. Có thuốc gì mắc tiền đâu, toàn là lá cây ở trong chùa. Nhờ Đức Phật phù hộ cho ông. Mừng lắm rồi, con không mong gì hơn. Ai chỉ chỗ này cho hai anh em tới đây? Dạ, mẹ của Long. Y Thanh tới nhà hỏi hả? Tội nghiệp, Long cứ sốt ruột hoài, chạy về quê tìm ông đó. Long hỏi mấy bận mà cô cứ giấu hoài. Đời nào con Hảo chịu nói cho Y Thanh biết. Tại con lì, con cứ ì ra đó, trả lời xong á thì con mới chịu về. Thằng Long nó ngoan lên chút nào chưa? Hay nó vẫn bỏ nhà đi chơi hoài? Long không phải là đứa càng nghĩ đâu ông. Thằng Long ngoan ngày nào cũng mừng ngày đó. Ông ở đây được chăm sóc yêu thương, tu niệm hàng ngày thì cái tâm nó cũng được thanh thản đôi chút cho à. Nhưng chợt nghĩ đến thằng Long, buồn lắm cháu ơi. Bà ma nó coi nó như số không rồi. Ông thấy Hờ Mây xinh đẹp nết na mà ông buồn. Phải chi em gái của cậu thương thằng Long cháu tôi thì đời nó bớt khổ. Ủa, ai nói với ông Hờ Mây là em gái của con? Hờ Mây nói chứ ai. Dạ, vợ sắp cưới của con đó ông ơi. Tôi nói tầm bậy tầm bạ mất rồi. Tại sao bây giờ cậu mới nói? Công nhận cậu kinh tiếng dữ à. Tại vì hôm nay á, con thấy ông vui. Mà ông có vui á thì con mới báo tin vui được chứ. Tụi con sắp đám cưới rồi. Ông, con đã thắp hương cúng Phật rồi ạ. Ồ, vậy là Đức Phật sẽ phù hộ cho hai con. À, mình mời ông về buôn ăn đám cưới nha Hà Mây. Nếu có sức khỏe thì đi chứ. Cô cậu là ân nhân của tôi mà. Ông nói vậy á đã không thương tụi con rồi. Thương lắm chứ sao không thương. Hai cháu đối xử mặn mà với ông hơn cả ruột thịt của ông. Cả đời cả kiếp này
ông sẽ mãi mãi ghi nhớ. Nè, coi đây như là quà mừng của ông, làm ơn nhận giùm ông đi cho ông vui, chứ nó có giá trị gì đâu. Vàng pha mà, nhưng mà các con hãy nhận để làm kỷ niệm của ông. Ha, coi như kỷ vật của ông nội nghèo. Em không biết đâu. Cái này dành cho phụ nữ, thì Thanh phải đeo cho Hoàng Mai liền bây giờ. Làm ơn đi. Ông coi hai đứa cũng như thằng Long nhà ông vậy mà. Vậy không nhận của ông sao? Chúc mừng đi, nhận đi con. Dạ, con cảm ơn ông. Mời anh chị vào xem album. À, cảm ơn. Tôi muốn xem áo cưới trước. Dạ, mời. Phải lựa một bộ rồi mướn đó, chứ không phải coi rồi ra đâu. Mình có trang phục cưới truyền thống mà. Chị tốn kém, uổng tiền. Phải tốn thôi. Đời người có một lần mà. Đồ truyền thống á thì mặc ở nhà của em. Bạn bè trong cơ quan của anh đó sẽ đặt tiệc cho mình theo kiểu của họ. Cô vô phải diện thật đẹp, ráng lựa một bộ cho vừa ý đi em. Nhiều tiền quá, mẹ la đó. Không phù hợp với nhà mình đâu. Có nhiều kiểu rất đơn giản mà lại rất là đẹp. Em mà mặc vào sẽ như tiên. Mẹ mà thấy á sẽ mê liền. Sao la được. Anh Ethan dạo này dẻo miệng quá ha. Anh thấy cái áo này đẹp nè, nhã nhặn nữa. Em mặc thử anh coi nha. Nha. Chị ơi, tôi thử áo này. Dạ. Được không anh? Đẹp lắm. Mặt em cứ thấy ngại ngại sao á. Em đẹp mà, phải tự tin lên. Làm gì cả ngày hôm nay tắt máy vậy chàng? Có gì không? Hỏi nghe khô khốc, ai thèm trả lời. Trời ơi, mỗi khi say chạy về đây quậy là không được đâu nha. Ở đây là nhà tập thể mà. Cô nghĩ cho tôi một chút có được không? Khu tập thể thì sao? Sao người ta đồn thổi á, ly này phá trinh của anh đúng không? Rồi á, hết cưới vợ. Không có đâu, đàn ông thì phải ra đàn ông chứ. Cô Liên nói chuyện khó nghe quá. Uống rượu hoài không có tốt đâu. Thôi cô về nhà ngủ đi. Muốn nói gì á, ngày mai hết rượu vô nói tôi nghe. Cùng á, bộ ruột của tôi á, cùng một giai đoạn, nó ngủ với cả đống con. Có sao đâu. Thì Thành dở ẹt, nhát gái như thỏ, sợ gió du dơ. Riết rồi quá đáng. Uống cho đã cái miệng. Nói cho đã cái miệng.
mà không nghĩ hậu họa cho người khác. Cô... ngực nào cũng là ngực, cũng da cũng thịt. Cũng nồng nàn mỹ thanh. À, có lần nào mà hơn mây tranh rờ ngực chưa? Cô... nếu chưa thì coi lại. Coi chừng nó để dành cho thằng khác đó. Còn là bạn không đó, mượn rượu nói lung tung không à? Tôi xin lỗi cô Ly à. Đừng làm tôi thất vọng chứ. Cứ thất vọng Ly mà hay ho gì. Không cần làm hình mẫu đâu, chỉ cần sống đúng nhịp với trái tim mà thôi. À, tôi đón taxi cho cô về nha. Không về, tối nay tôi ngủ ở đây. Thôi mà, phá tôi hoài vậy. À, hay là vậy đi, tôi chở cô Ly về nha. Cô Ly chịu không? Không, đã nói tôi ngủ ở đây mà. Nếu mà anh sợ thì vô nhà hôm nay chơi tới sáng đi. Tôi mượn phòng tôi ngủ. Ok. Cô Ly à, cô về giùm tôi một cái. Trời ơi khổ quá. Cô Ly à, cô về giùm tôi một cái đi. Tôi em yêu anh. Ủa cô Ly, sao ở đây? Lên tôi chở về. Đoạn đường này taxi không vô đâu. Từ nhà hôm nay ra phải không? Không, tối qua tôi ngủ ở phòng bảo vệ. Anh xử sự hay quá ha. Trên đời này tôi chưa thấy ai mà thủy chung một cách khiến người khác đau lòng. Có ai ràng buộc anh không? Anh vẫn cưới hôm nay, còn tôi vẫn là kẻ bên lề, có chết không? Thôi cô Ly à, cô đừng có nói nữa, nghe xót xa quá. Thôi lên xe tôi chở cô về. Cảm ơn, không cần anh thương hại, biến đi. Người đẹp nào ngó quen với gì ta? Làm gì bèo nhèo như con mèo vậy em? Cháu gái bà bồ ba tôi chứ gì, đúng không? Nói nghe tự tin quá, cứ làm như thiệt vậy. Chứ còn gì nữa, bà Lan dạo này bị ba tôi đốn đổ rồi. Vậy chừng nào anh đốn đổ cô thôn nữ trong buôn này đây? Mới sáng ra là thấy anh chạy xe vòng vòng đây rồi. Cà phê ăn sáng không? Tôi có chuyện này thú vị, muốn nói cho cô nghe nè. Ok. Ừ, đi. Ừ. Bỏ hết chỗ hồi hộp rồi hả mấy cha? Ở đây mới là chỗ an toàn nhất. Rùi chứ đâu phải cọp beo gì đâu mà sợ. Đừng có chảnh chó nữa. Bộ hết thời rồi sao mà cho đi mê hoặc cha già chống tó cũng không xong. Nãy giờ nói ông Quý ba con cha nội báo đó hả? Ủa, hình như ông chê em diễm nhà mình đó mà. Thế là em diễm nhà mình hết thời rồi. Ừ, hết thời mới thêm mấy cha nội làm ăn nè. Của xài không tốt đồng bạc chơi lên chơi xuống. Thôi đi,
nãy giờ cứ lòng vòng hoài. Tiền nhà hôm bữa còn bao nhiêu, cho xin bớt lại đi, để trả cho bà già chứ thấy hối hận quá. Nói nghe thương ghê chưa. Mày khùng hả? Giang hồ gì mà chơi nửa nắng nửa mưa vậy? Đã nói với nhau là chơi công si từ đầu, bây giờ đòi tiền làm sao? Bao lâu nay mày ăn đâu, ở đâu, hút đâu hả? Chơi hẹp tôi rồi. Mấy ông mấy bà lớn mà chơi hẹp em út quá. Ráng đi, tụi mình chơi một vố chót, sau đó có tiền cho Úc Long hút. Ưu tiên cho Úc Long nhà mình mà. Vụ gì mà lớn? Nè. Nhà thằng Báo á. Thôi, trộm ở nhà cho yên thân, chứ trộm nhà người ta ở tù chết mẹ. Xin can, không chơi đâu. Cái tướng mày bự chà bá như vậy á, mày nhát quá vậy, chơi mày rung tay hả mày? Yên tâm đi, em Diễm nhà mình à, thám tính tình hình ở đó rồi. Nhà vắng hoe, không ai đâu mà sợ. Nhưng mà... Vô ở trong thì được rồi đó, nhưng mà không biết có gì để dọn ra không. Cha già đó chùm số 1 chứ không có số 2 đâu nha. Tối ngày đi chơi gái mà trong túi đúng y xì tiền, không dư 50 xu đâu. Phòng ngủ thì trống lắm, chẳng có gì để mà lấy hết. Không có tủ nữa mới ghê chứ. Chỉ cần cho tôi một chiếc xe, qua đó xiết hết cà phê. Ở đó có một cái kho toàn là cà phê xịn không à. Vậy làm gì mà ngó con thấy sợ vậy? Hôm qua con có gọi điện cho dì là con ngủ ở nhà bạn mà. Đi chơi với bạn bè thì ai nói gì. Nhưng mà dì nhìn thấy con bơ phờ quá. Có tâm sự gì không, nói gì nghe coi. Dì á mới có tâm sự, dì đang yêu mà. Chuyện của dì đơn giản lắm, không có gì phải trăn trở hết. Rồi, chuyện của dì thì đơn giản, còn con thì phức tạp. Con nói ra sợ dì không hiểu, không hình dung được. Con ráng đừng có phức tạp nữa đi, càng đơn giản càng đỡ khổ. Chắc không dì, càng đơn giản càng đỡ khổ. Thí dụ như dì không có của, như mấy bà bán hàng rong ngoài đường á, thì liệu á dì có mau chóng trở thành bạn gái của ông Diệp Kiều dễ hơi không? Liệu thằng Báo á có em ru để cho cha của mình á tới lui săn đón gì không? Người ta không xấu bụng như con nghĩ đâu. Thấy ông Quý có mô hình trang trại hay hay, hợp với mình vì công si làm ăn chung. Với dì á, tiền bạc phải rõ ràng, tình cảm á phải rõ ràng hơn. Ông Quý ông ly dị lâu rồi, dì không phải là kẻ xen ngang phá đám, nên thằng Báo có cớ gì đâu mà không vui với dì. Dì nói ai xen ngang? Dì nói con hả? Ly à, con lên mà soi gương coi, con còn đẹp lắm, trẻ trung đầy nội lực. Chẳng lẽ không gặp được một người đàn ông của riêng mình hay sao? Y Thanh á là của Hờ Mây mà. Dì đừng có nói á là dì biểu con quay lại với ông Cung nha, không có đâu. Chuyện của thằng Cung á, dì chỉ khuyên con là nên rộng lượng thôi. Mình đừng có cầu toàn quá, không ai mà không phạm sai lầm. Cả đời dì là một bài học. Dò dỏ cô đơn, tóc bạc rồi nè, mà vẫn chưa có bến đỗ. Con mà khó khăn với bản thân mình quá, đuổi hình bắt bóng chỉ khổ thôi. Mà dì không có muốn con khổ Ly ơi. Dì á coi phim bộ nhiều quá, ca cảm có kinh có kệ nghe mệt ghê vậy đó. Bây giờ tôi thề tôi chẳng yêu ai, vì người ta cứ phụ tôi hoài. Bây giờ tôi giận tôi đã ngây thơ, đem tình yêu hiến dâng người khác. Bây giờ tôi chẳng còn chi. Hay quá. Dạ tôi dạ. Bài này đi. Dạ. Cha này già chát, bài nào cũng đòi hát hết á. Ham hố vừa thôi. Rất rà nha. Đẹp trai lắm nha. Đáng sủa lắm nha. Lúc này có bằng nhí phải không? Bảy. Cậu nói như vậy là con vợ tôi nó bắt tôi về buôn chăn bò chết luôn à. Nhưng mà cái bài này hợp với cậu quá. Hợp cái con khỉ á. Từ đó giờ á là tôi á bỏ phụ nữ thôi. Không có con nhỏ này dám bỏ tôi đâu. Hay quá. Tại bài ca
nó dưới làm sao thì tôi hát vậy thôi, hiểu chưa? Ủa mà sao tự nhiên ông theo tôi về đây chi vậy? Không coi cửa hàng đi. Ông Bao biết tôi về đây dọn dẹp phụ cậu cái nhà đây. Nhà cửa gì đâu bụi bặm thấy ớn luôn à. Hồi đó có ông cười sao hả? Sướng muốn chết luôn. Nhà sạch bon. Giờ tôi với ông hả, cơ động hết từ đây ra cửa hàng, rồi cửa hàng về đây, rồi có làm được gì đâu, chết đứng luôn á. Cậu ta cứ yên tâm, cái chuyện dọn dẹp là chuyện của tôi. Cậu cứ nằm nghỉ, tôi lên dọn một cái rào là xong. Cậu yên tâm. Trời ơi, dẹp cái rửa đi. Giết tôi hả? Chơi đẹp á nha. Bây giờ ông rảnh không? Lên trên sân thượng á, dọn ngược xuống đây. Tôi ngủ vậy á, tôi dọn tầng trệt được không? Cậu cứ yên tâm, để tôi. Đi đâu đây? Đi qua thăm mày chứ đâu mày. Sao dạo này khỏe đè hen? Có tiền không mày? Chia sẻ cho tao xài với mày. Mày làm gì xanh lè xanh lét vậy? Hồi đó đây phong độ lắm mà, sao bây giờ mau hư hao vậy? Xanh đỏ gì cơ cha tao? Ê, nhà này có cái gì có giá trị không? Bán được không mày? Hỏi câu nghe nhột vậy mày? Làm đĩ mười phương cũng phải chừa một phương để lấy chồng nghe chưa? Đụng vô đây ca là không có em đâu. Mày biết tính ông khùng mà. Mày đừng có dạy đại tao nha mày. Ai sợ đâu mà mày hù. Nó khùng cho nên mới như vậy. Làm chuyện lớn mà đết tên thằng nào. Cho nên bây giờ mới thiếu người trầm trọng. Nhà thì vắng như một cái miếu quan. Mẹ nhà vắng kìa mẹ nhà tao nha. Còn mày nữa, quen nhà người quen hả? Hiếu của anh Hùng đâu? Mẹ mày. Mày nói ngược rồi đó. Tao vô tận nhà của nó, khiêng đồ của nó đi bán. Tao mới là thằng anh Hùng nè. Thách mày cũng không dám nói với thằng Báo. Vụ này là do tao làm. Đi. Ê, ngồi xuống. Để đâu mày, mày ngồi im tao nói đây. Ngồi im tao nói đây. Im tao nói đây. Im tao nói đây. Lì quá. Chúng tao. Tên chanh lông. Chanh mày giữ mà. Miệng mày giữ mà. Tao quên. Mày kêu dắn mày nó lại. Mày im. Mày không nghe đúng cái này chết á. Ra còn kêu đốt xe chở hàng. Ok. Chạy lên. Ăn cơm. Ăn cơm. Bắt nó lại. Mày muốn gì? Mày muốn gì? Mày cần tao đâm á. Mày muốn gì? Đứng im nè. Bước tao tao chém á. Con đâm tao hả? Vô mặt cái tao hả? Ăn cơm. Ăn cơm. Chết đi. Chết mẹ. Đâu ra hàng nữa. Lại đi. Vô mặt tao kìa mày. Đi. Cướp mặt tao mày chứ cướp. Nhanh đi đồ ngu. Ngu bị bắt hả? Sao trên xe có bao vậy? Mày giỏi vô dán đi. Nặng với mẹ. Cho xe chạy đi. Đóng cửa lại. Đi. Cậu ta. Cậu ta, mấy thằng này tôi nhìn quen lắm. Thằng Tư với thằng Thân, chứ ai ở đây mà quen? Hèn chi, tôi nhìn thấy rõ lắm. Thấy cái gì? Tụi nó chạy một chiếc xe, đằng sau có một cái thùng. Chết, ông bị thương rồi kìa. Không đâu, gọi điện cho ông chủ báo đi. Ông Cần Núi ơi. Cái chi? Đừng nói với đại ca. Tôi thằng Ti, thằng Thân làm vụ này nha. Tại sao lại không nói? Phải nói chứ. Thằng Ti là anh ruột của Te mà. Đại ca mà biết chính xác là nó khó sống với ổng lắm. Tôi nói ông hiểu không? Nó với tôi là cùng một mẹ đẻ ra. Tôi không bao che cho nó, nhưng mà tôi lại ông. Cho nó qua vụ này đi. Anh em gì mà ác như vậy? Nó chơi mày, nó trói mày. Bắn em bằng mặt, nó cầm lửa cầm dao. Nguy hiểm mày. Nguy hiểm lắm. Phải chỉ mặt nó. Nó là kẻ xấu.
Nhưng mà cho nó một cơ hội đi. Lần này thôi. Nhưng mày không sợ ông chủ báo nghi hoặc cho mình à? Phải chỉ mặt nó ra chứ. Mày nói sai rồi. Tao không nghe những lời sai của mày đâu. Tôi lại ông. Tôi phải xin cho nó lần này. Một lần thôi. Nhưng mà mày phải nói là có trộm cướp vô nhà. Tao đổ máu nè. Nói chứ. Nhưng mà nói tụi nó bịt mặt. Không biết là ai. Ông hiểu không? Tao hiểu rồi. Tao thương mày. Tao hiểu rồi. Sao con khổ quá mẹ ơi.